Đây là sản phẩm sau khi làm xong rồi. Giờ mình sẽ lắp vào đây, mới chỉ là chạy thử thôi mọi người nhé. Dây này, cái bản bên này là bản A, còn cái bên này nó lại là bản B, nên là bản A có thể chạy được trên bản B, nhưng mà bản B thì không chạy được trên bản A. Thì cái này nó không vào hết đấy, không vào hết. Bản A này nó to hơn, bản B này to hơn, bản A nó nhỏ hơn. Bản A nó nằm vừa với cái này mà nó nằm tụt hẳn trong này. Cái này mình không cần phải hãm xuống, bởi vì trong quá trình nó chạy thì nó bao giờ nó cũng theo quán tính nó rơi xuống, thì nó sẽ ép căng cái dây này, trọng lực nó chịu trọng lực nó sẽ rơi xuống. Là mình sẽ nổ thử. Sau khi mình
ổn phải không mọi người? Mùa hè mà làm cầu vồng nhân tạo được đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.